cách Iran ăn mừng, đi bão bằng ô tô, bánh kẹo, lính đặc nhiệm phất cờ trên xe bọc thép. Chào các bạn, chúc mọi người có một ngày thật tuyệt vời. Gần đây, tin tức World Cup được viết đầy trên các báo mà không thể thiếu hình ảnh ăn mừng của các cổ động viên. Khác hẳn với Việt Nam, đi bão bằng xe máy xưa rồi, mấy bố bên nước ngoài còn mang cả xe bọc thép ra đường cơ. Các bạn thân mến, sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển trước xứ Wales ở World Cup 2022, đất nước Iran ngập trong không khí lễ hội. Người dân đổ ra đường ăn mừng đến tận nửa đêm, thậm chí quên mất mấy ngày trước nhiều người còn tẩy chay đội tuyển. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Iran và xứ Wales vang lên, người dân Iran từ già đến trẻ, phụ nữ hay đàn ông đều đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Không ai có thể ngờ, đội quân của huấn luyện viên Carlos Queiroz lại có thể đánh bại xứ Wales, được dẫn đầu bởi ngôi sao Gareth Bale. Hai bàn thắng phút bù giờ của Robert Chesney và Ramin Rajin đã mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho 86 triệu dân của xứ Ba Tư. Mới đây thôi, Iran còn chìm trong khủng hoảng với các cuộc biểu tình về bình đẳng giới và theo lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei. Có thể do thế lực thù địch bên ngoài xúi giục, nhiều người thậm chí còn kêu gọi tẩy chay đội tuyển vì không đứng về phía họ, bất chấp các cầu thủ nói rằng họ chỉ tập trung vào bóng đá. Giờ thì không còn ai bận tâm đến điều gì khác ngoài chiến tích lịch sử vừa được tạo ra bởi Team Melli, biệt danh của đội tuyển Iran. Người dân ở 31 tỉnh đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Đường phố ở thủ đô Tehran và nhiều nơi khác tắc cứng vì số lượng quá nhiều ô tô nối đuôi nhau đồng thanh bóp còi. Người dân cũng hạ cửa kính, cười và vẫy chào nhau dù không quen biết. Tất cả cùng kéo tới quảng trường, sau đó nhảy múa, vất quốc kỳ và hô to Iran, Iran, cùng tên những người hùng trong đội tuyển. Xe máy cũng được nhìn thấy ở tỉnh Kashmir và Bắc Khorasan khi nhiều thanh niên đầu trần mang theo quốc kỳ, pháo khói và kèn Vuvuzela tạo nên bầu không khí náo nhiệt ở những nơi đi qua. Những bà mẹ hoặc phụ nữ đội khăn trùm đầu cũng mang bánh, kẹo phát cho bất cứ ai họ nhìn thấy trên đường. Được đánh giá là một trong những nơi có đồ ăn ngon nhất thế giới. Nhưng dù ngon đến mấy, theo phong tục Iran, người nhận phải vờ từ chối 2 lần trước khi nhận lấy ở lần từ chối thứ 3. Cảnh sát và lực lượng đặc biệt đang làm nhiệm vụ cũng được nhận bánh, thậm chí cả hoa. Trong ngày vui của đất nước, các binh sĩ cũng gác lại mọi thứ để hòa vào niềm vui chung. Họ căng quốc kỳ trên xe bọc thép, chụp ảnh selfie và dùng chính xe công vụ để đi bão đấy các bạn, đỉnh của chóp.